Trong các gia đình siêu giàu ở Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, hầu hết đều có tư tưởng truyền thống để con trai gánh vác kế thừa sự nghiệp. Thế nhưng ở hai đế chế khổng lồ Samsung và Huawei đều lại có sự xuất hiện của những thiên kim tài sắc. Danh tiếng của họ được biết đến không kém, thậm chí còn hơn so với cánh mày râu. Đó chính là đại công chúa Huawei Mạnh Vãn Chu và công chúa Samsung Li Bujing, hai nàng công chúa tài giỏi của những đế chế hùng mạnh lừng danh thế giới. Li Bujing sinh năm 1970, là con gái thứ hai của chủ tịch Samsung quá cố Lee Kun-hee. Bà là hình mẫu của nữ cường nhân trong giới thương trường Hàn Quốc. Hồi đại học, dù theo chuyên ngành nghệ thuật, nhưng khi ra trường, đại tiểu thư nhà họ Li vẫn về công ty gia đình làm việc. Hiện tại, Li Bujing là chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Hotel Shinla, một trong những trung tâm hội nghị và khách sạn hàng đầu của Seoul. Hotel Shinla cũng là nhà điều hành hàng miễn thuế lớn nhất nước này sau Lotte. Hiện tại, Li Bujing xếp hạng thứ 16 trong danh sách tỷ phú giàu nhất Hàn Quốc với khối tài sản là 1,6 tỷ đô la Mỹ. Cô xếp thứ 1.730 trong danh sách các tỷ phú giàu nhất thế giới do Forbes công bố. Ngoài ra, Li Bujing còn xếp hạng 87 trong số những phụ nữ quyền lực nhất thế giới. Chỉ sau hơn 10 năm nắm quyền, Li Bujing đã đưa Shinla chạm mốc doanh thu hàng năm cao nhất trong lịch sử kinh doanh. Cổ phiếu của chuỗi khách sạn này tăng trưởng gấp đôi và giúp Hàn Quốc có được cửa hàng miễn thuế Louis Vuitton tại sân bay đầu tiên. Người em gái còn lại của nhà Samsung là Lee Se-hoon cũng được giao một mảng kinh doanh riêng nhưng không tạo được dấu ấn như chị gái. Truyền thông Hàn Quốc cho biết Li Bujing là con gái rượu rất được lòng cố chủ tịch vì có phong cách lãnh đạo hệ cha. Trong khi đó, ở Trung Quốc, Mạnh Vãn Chu sinh năm 1972 cũng là một người phụ nữ được hâm mộ cuồng nhiệt vì sự giỏi giang bản lĩnh. Khác với tiểu thư Samsung, khi bà sinh ra thì vẫn chưa tồn tại đế chế Huawei. Khi Mạnh Vãn Chu ra đời, Nhậm Chính Phi vẫn còn làm lính công trình trong quân ngũ. Cả nhà bốn người sống chung trong một căn hộ nhỏ sập xệ. Thời đại học, Mạnh Vãn Chu theo học ngành kế toán tại Đại học Thâm Quyến, một ngôi trường khá bình thường, không danh tiếng ở quê nhà. Thậm chí có một số tin đồn cho rằng Mạnh Vãn Chu đã bỏ học cấp 3 để đến Huawei, công ty do cha sáng lập làm việc từ khi còn rất trẻ. Công việc đầu tiên của bà tại Huawei dù được gọi là thư ký nhưng thực chất là ngồi cả ngày đóng dấu văn kiện. Ở độ tuổi hơn 20, khi gia đình đã bắt đầu có điều kiện hơn, Mạnh Vãn Chu có ý định học lên thạc sĩ. Bà ấp ủ kế hoạch sang Mỹ du học nhưng bị từ chối ngay từ vòng gửi xe vì lý do kém tiếng Anh. Sau đó bà chọn theo học trường trong nước là Đại học Khoa học và Kỹ thuật Hoa Trung, nhưng đây cũng là một ngôi trường không dành cho người bình thường. Trường được xếp hạng trọng điểm cấp quốc gia trực thuộc Bộ Giáo dục Trung Quốc, là một trong những trường đại học tổng hợp hàng đầu nước này. Dù là con của chủ tịch nhưng Mạnh Vãn Chu cũng phải đi lên từ từ chứ không được thiên vị tại Huawei. Bà ở Huawei một thời gian rất lâu cũng không ai biết bà là con gái của chủ tịch. Bà được nhận xét là vô cùng nỗ lực, cố gắng, ham học hỏi, chịu đựng được gian khó. Đó là những đức tính giúp Mạnh Vãn Chu có thể thăng cấp dần lên vị trí cao trong Huawei và nhận được sự khâm phục, kính trọng của mọi người. Dù cả Mạnh Vãn Chu và Li Bujing đều có anh trai, những người được mặc định sẽ làm thái tử thừa kế tập đoàn, nhưng không vì vậy mà hai công chúa bị lu mờ. Điều hôn nhân đổ vỡ. Cuộc sống của những đại công chúa ngoài đời thực không hề suôn sẻ, đậm màu hồng như cổ tích. Đối với tiểu thư Samsung và Huawei cũng vậy. Dù giỏi giang mạnh mẽ trên thương trường, nhưng khi quay về mái ấm làm vợ làm mẹ, họ đều từng thất bại. Năm 1999, đại tiểu thư Li Bujing từng làm gia đình chấn động khi quyết gả cho chàng lọ lem Im Hoo-jae, một nhân viên quèn trong Samsung bấy giờ. Dù vấp phải sự phản đối gay gắt của cha mẹ, nhưng Li Bujing vẫn lựa chọn tiếng gọi của tình yêu. Để xứng với công chúa, chàng phò mã Im Hoo-jae được gia tộc họ Li cho đi du học Mỹ, cho thăng chức và tạo nhiều điều kiện phát triển sự nghiệp. Lim Guche chia sẻ về áp lực của mình trong nhà vợ giàu có. Thời điểm chuẩn bị du học là khoảng thời gian khó khăn nhất trong đời. Tôi đã khủng hoảng tới mức từng cố gắng kết thúc cuộc sống này. Tôi ôm lấy vợ mình và khóc như một đứa trẻ. Sau này, Lim Guche được cất nhắc lên cố vấn cao nhất của một doanh nghiệp trong tập đoàn. Không bao lâu sau, công ty gặp vấn đề, Lim tỏ ra khó chịu và cáu kỉnh bởi những tin đồn bên ngoài. Trong thâm tâm, ông không bao giờ chấp nhận sự thiếu hụt năng lực của bản thân. Samsung đương nhiên không cho phép một người bất tài ở đó. Các nhân viên đôi khi sẽ chế giễu Lim. Khi biết chuyện, ông ta bắt đầu hút thuốc uống rượu, ra ngoài tìm phụ nữ và thậm chí bạo hành gia đình khi Li Bujing đang mang thai. Năm 2014, Li Bujing đệ đơn ly hôn sau 15 năm bên nhau vì lý do hai bên có quá nhiều điểm khác biệt. Đó là một vụ ly hôn rùm beng và ầm ĩ. Lim Hoje phản ứng tất cả mọi cáo buộc liên quan đến việc mình bạo hành gia đình khi vợ mang thai, tố mình uống rượu hay tìm phụ nữ bên ngoài. Không chỉ thế, chàng rể hào môn còn chỉ trích vợ không tạo điều kiện để ông làm tròn bổn phận của người chồng, người cha đối với con trai mình. Phải đến năm 2017, vụ ly hôn mới có phán quyết cuối cùng, hai bên đường ai nấy đi. Lim Hoje nhận số tiền 7,6 triệu đô, hơn 175 tỷ đồng và từ bỏ quyền nuôi con. Ông cũng rời tập đoàn Samsung ngay sau đó. Tuy nhiên sau đó người chồng này tiếp tục đệ đơn kiện, đòi số tiền bồi thường lên đến 1,1 tỷ đô nhưng bất thành.
Sau khi ly hôn, Lee Bo-jin tiếp tục cuộc sống với những thành công liên tiếp trong công việc. Hiện tại, bà chính là người thừa kế sáng giá ở tập đoàn Samsung và là tỷ phú quyền lực rất được ngưỡng mộ. Mạnh Vãn Chu cũng kết hôn với nhân viên của cha mình nhưng kết cục là hạnh phúc hơn nhiều, ít nhất là cho đến hiện tại. Chồng của bà là Lưu Hiểu Tông, kém bà 4 tuổi. Trước khi kết hôn năm 2007, Lưu Hiểu Tông là nhân viên trung thành 11 năm của Huawei. Hai vợ chồng có một cô con gái và vẫn luôn đồng hành cùng nhau. Trong thời gian 3 năm, Mạnh Vãn Chu bị quản thúc tại Canada. Chồng là một trong những người luôn ở bên đồng hành và giúp đỡ bà giành lại tự do. Thế nhưng ít ai biết rằng, đại công chúa Huawei cũng đã qua một lần đò với hôn nhân tan vỡ. Bà còn có 3 người con trai với người chồng cũ. Danh tính chồng cũ trước của Mạnh Vãn Chu không được tiết lộ và vẫn là ẩn số với truyền thông Trung Quốc. Hiện các con trai của công chúa Huawei đã ở độ tuổi 14 đến 20 tuổi. Dù ở những quốc gia khác nhau, leo lái hai tập đoàn, thậm chí còn là đối thủ trong lĩnh vực công nghệ, nhưng Mạnh Vãn Chu, Lee Bo-jin và cả nhiều thiên kim tài giỏi khác đã chứng minh cho cả thế giới thấy khả năng bản lĩnh của phụ nữ hiện đại. Họ đều là những hình mẫu nữ cường nhân điển hình và đã định nghĩa lại thành kiến cho rằng giới công tử tiểu thư chỉ biết hưởng thụ và may mắn mà thôi.